cùng NiceLine làm chủ PowerPoint toàn diện từ cơ bản đến nâng cao thông qua giáo án bài bản chuyên sâu kết hợp với bộ tools NiceLine mạnh mẽ ưu việt số 1 Việt Nam. Đến với buổi 1, chúng ta sẽ cùng xây dựng nền tảng tư duy thẩm mỹ chuyên nghiệp và thành thạo PowerPoint từ cơ bản đến nâng cao để từ đó thiết kế được CV ứng tuyển ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng. Đến với buổi 2, chúng ta sẽ kết hợp Illustrator với PowerPoint nhằm xử lý và tận dụng những nguồn hình ảnh minh họa đẹp và khổng lồ để thiết kế slide infographic. Đến với buổi 3, chúng ta sẽ kết hợp Photoshop với PowerPoint để tinh chỉnh và tạo hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất, từ đó thiết kế ấn phẩm truyền thông sáng tạo như poster, banner. Ở buổi 4, chúng ta sẽ kết hợp bộ công cụ Night Photo và Night Typo của NiceLine cùng 7 quy luật thiết kế bố cục cực kỳ quan trọng để dàn trang thật chuyên nghiệp và sáng tạo cho slide. Từ đó, mọi người có thể thiết kế những bộ lookbook hay hồ sơ năng lực cho doanh nghiệp thực sự ấn tượng. Đến với buổi 5, chúng ta sẽ vận dụng quy luật về màu sắc cùng công cụ Night Color của NiceLine để tạo theme colors và phối màu tự động cho slide theo các hướng đi hiện đại nhất. Ở buổi 6, chúng ta sẽ khai phá toàn bộ ý tưởng sáng tạo hiệu ứng morph và 3D đột phá của PowerPoint 365 để thiết kế những chuyển động mãn nhãn và tạo được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Đến với buổi 7 và buổi 8, chúng ta sẽ thấu hiểu và làm chủ toàn bộ kiến thức về animation cũng như bí quyết quản lý xây dựng dòng thời gian hiệu quả để từ đó thiết lập những chuỗi chuyển động phức tạp có 102. Ở buổi cuối cùng, chúng ta sẽ học cách biên tập video intro, lyric, e-learning, marketing cùng motion graphics hoạt hình sáng tạo từ PowerPoint và nhận chứng chỉ tốt nghiệp khóa học bản cứng từ công ty NiceLine. Thông tin chi tiết hơn nữa về giáo án của từng buổi học, chúng ta có thể tham khảo tại niceline.vn/giáo án. Và đặc biệt, khóa học đang có ưu đãi giảm học phí lên tới 400.000 đồng. Hiện tại, NiceLine đã mở đăng ký lớp học PowerPoint hình thức offline đào tạo trực tiếp. Mong cả nhà có thể tham khảo thông tin chi tiết tại niceline.vn/Hà Nội. Nếu chúng ta đang ở tỉnh thành khác hoặc chưa thể học offline, mọi người có thể tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại niceline.com để khai phá toàn bộ sức mạnh thiết kế vượt trội của PowerPoint.